Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tô màu bức tranh ngày chú lính cứu hỏa nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Trong mũ mình sẽ tô màu đỏ. Bộ quần áo cũng sẽ về hai tông màu, đó là vàng và đỏ. Đôi ủng mình sẽ tô màu sáng. Và nước mình sẽ tô màu đen.
ơi, vậy là mình đã tô màu xong cái chai ngải chù lên cứu hỏa. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.